Làm sao để kiếm tiền? Coin98 đã ra mắt siêu sự kiện Coin98 Rewards Carnival, gồm 3 trò chơi chính với tổng giải thưởng lên tới hơn 500.000 đô, giúp các bạn kiếm thưởng vô cùng dễ dàng. Hãy nhanh chóng tải Coin98 Super App và tham gia ngay hôm nay để nhận quà từ Coin98 nhé! Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Coin98 Insight. Nếu như trong video trước thì mình đã có nói về định nghĩa của The Merge nè, cái hành trình phát triển của Ethereum và The Merge. Vậy thì video ngày hôm nay mình sẽ tập trung vào cái việc là phân tích Ethereum The Merge, tương lai và tác động của nó như thế nào đến thị trường. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ có tổng cộng là 4 phần. Thứ nhất đó chính là tác động của The Merge đến Ethereum nè. Thứ hai đó chính là tác động của The Merge đến những cái blockchain layer 1 và cũng như là những cái giải pháp layer 2. Thứ ba đó chính là những cái hiểu lầm phổ biến về The Merge. Và cuối cùng đó chính là nếu như các bạn đang có Ethereum mà muốn tham gia vào staking The Merge thì các bạn nên làm gì. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến cái phần đầu tiên, đó chính là tác động của The Merge đến Ethereum nhé. Thì như các bạn có thể thấy được là trước đây thì Ethereum ở hoạt động trên cái cơ chế đồng thuận là Proof of Work. Và cái cơ chế này thì tiêu tốn rất là nhiều điện năng khi mà chúng ta phải vận hành những cái máy đào. Những cái máy đào này nó tiêu tốn nhiều năng lượng và sau đó thì nó tỏa nhiệt. Và đối với những cái blockchain, ví dụ như là Bitcoin blockchain đi, mạng lưới Bitcoin ngày càng khó thì cái máy đào càng cũ thì nó sẽ không thể nào giải quyết được những cái bài toán đó. Và khi đó thì những cái máy đào này có thể bị bỏ đi. Và cái việc tái chế thì chắc chắn sẽ không thể nào mà tái chế 100% được. Thì nó sẽ xảy ra những cái việc làm lãng phí. Vậy thì đối với cái cơ chế Proof of Stake này, nó sẽ giải quyết được cái vấn đề đó khi mà cái điện năng có thể là giảm đi rất là nhiều. Bởi vì nếu như chúng ta muốn trở thành một validator, chúng ta không cần phải mua những cái máy để xác nhận giao dịch, rồi những cái máy này bị tiêu tốn điện năng rồi tỏa nhiệt. Mà thay vào đó thì chúng ta chỉ cần biết là vận hành một cái node, một cái máy chủ và sau đó có một cái số lượng coin để chúng ta stake vào, thì lúc đó chúng ta đã có thể trở thành một cái validator của một cái mạng lưới đó rồi. Và đó chính là vì sao mà cơ chế đồng thuận Proof of Stake sẽ giảm đi 99,95% lượng điện năng để có thể là vận hành Ethereum. Rồi tiếp theo nữa đó chính là không còn lực bán từ các miner, thay vào đó sẽ có những cái lực cầu để có thể là staking Ethereum. Thì như các bạn có thể thấy, đối với cái cơ chế vận hành Proof of Work thì các bạn không cần một cái lượng coin nào cả để các bạn có thể trở thành validator. Các bạn chỉ cần một cái máy đào mạnh nè, và cần có điện năng ở trong đó để các bạn có thể là vận hành và cũng như là trở thành một validator của mạng lưới. Tuy nhiên thì đối với những cái miner, sau khi họ mine ra được cái đồng coin đó rồi và họ có lợi nhuận, để họ có lợi nhuận hoặc là để họ trang trải những cái chi phí, thì họ bắt buộc phải bán một cái lượng coin đó đi nếu như họ không có động lực hold ra đường coin đó. Và nó sẽ tạo nên một cái áp lực bán không nhỏ đối với một cái mạng lưới. Và như các bạn có thể thấy được là đôi khi mà chúng ta muốn xem xét cái chỉ số của Bitcoin nó có thể tăng hay nó có thể giảm, thì chúng ta cũng xem xét cái áp lực mà bán của những cái miner trên thị trường. Vậy thì khi mà chúng ta chuyển sang Proof of Work thì cái lực bán của miner sẽ không còn nữa. Thay vào đó, khi mà càng nhiều người muốn trở thành validator thì họ phải stake cái đồng Ethereum. Và đó là vì sao mà nó sẽ giúp cho cái lực bán bị giảm đi. Thay vào đó sẽ có cái lực cầu để staking Ethereum và trở thành validator của mạng lưới. Tiếp theo nữa đó chính là Ethereum sẽ lạm phát nhẹ hoặc là có thể là giảm phát luôn. Thì đầu tiên để chúng ta có thể hiểu được cái vấn đề này là Ethereum có thể là lạm phát nhẹ hoặc là giảm phát, thì chúng ta cần phải biết được là cái lượng cung của Ethereum đang đến từ đâu. Thì ở thời điểm hiện tại nó đang đến từ hai nguồn. Thứ nhất đó chính là Ethereum mainnet, thì nó sẽ chiếm 90%. Thì vào tháng 2 năm 2019 thì cái block reward của Ethereum đã giảm từ 3 block xuống còn 2 block. Và ở thời điểm hiện tại thì mỗi ngày cái số lượng Ethereum được phát hành ra là khoảng 13.500 ở Ethereum. Còn cái số lượng Ethereum được phát hành ra thứ hai, cái nguồn thứ hai đó chính là Beacon Chain, và đang chiếm 10%. Thì với cái số lượng là 13 triệu Ethereum đang được stake thì có khoảng là 1.700 ETH được phát hành mỗi ngày. Vậy thì cái số lượng phát hành mỗi ngày ở thời điểm hiện tại nó sẽ lớn hơn 15.000 Ethereum mỗi ngày. Và vào tháng 8 năm 2021 thì EIP 1559 đã được thông qua, thì lúc này đã cho phép đốt đi cái BSP. Thì qua đây các bạn có thể thấy được là trước cái sự kiện Ethereum The Merge diễn ra thì cái số lượng Ethereum phát hành ra mỗi ngày nó sẽ bằng Ethereum mainnet nè, là cái đầu tiên, cộng với Beacon Chain là cái thứ hai, và sẽ trừ đi cái số lượng Ethereum được burn bởi EIP 1559. Đó, thì đây sẽ là cái số lượng Ethereum trước The Merge. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu coi là sau The Merge thì nó sẽ có sự thay đổi như thế nào nhé. Rồi, sau The Merge thì nó sẽ có sự thay đổi rất là lớn khi mà cái số lượng Ethereum được phát hành ra bởi Ethereum mainnet nó sẽ không còn nữa. Nghĩa là 90% số lượng Ethereum được phát hành ra mỗi ngày nó sẽ không còn nữa. Thay vào đó nó chỉ còn là Beacon Chain, nghĩa là 10% thôi.
Ở thời điểm hiện tại thì nó sẽ có khoảng từ 1.700 Ethereum được phát hành mỗi ngày, và trừ cho cái số lượng được Ethereum được burn đi, đó chính là cái số lượng Ethereum được burn đi thông qua ERP-1559. Thì qua đây các bạn có thể thấy được là sau cái sự kiện The Merge thì cái số lượng Ethereum được phát hành ra mỗi ngày nó thấp hơn rất là nhiều so với cái Ethereum đang được phát hành ra mỗi ngày ở thời điểm hiện tại, bởi vì nó giảm đi ở cái số lượng Ethereum được phát hành ra từ Ethereum mainnet vốn dĩ đang chiếm 90%. Đó, thì qua đây các bạn có thể thấy được là nếu như Ethereum mà nó chỉ cần đạt đến cái có cái sự kiện là DeFi Summer, hoặc là có những cái đợt đấu giá, đấu gas để mua MST, mine MST đi, thì chắc chắn là ngay tại thời điểm đó cái số lượng Ethereum được burn đi nó sẽ cao hơn rất là nhiều so với cái số lượng Ethereum được phát hành ra mỗi ngày. Và đó chính là cái lý do mà Ethereum sẽ có cái mức lạm phát rất là nhẹ, hoặc là có thể là giảm phát luôn. Thì để các bạn có thể nắm được những cái thông số về những cái này thì các bạn có thể là vào cái trang web đó chính là ultrasound.money. Thì ultrasound.money sẽ cho các bạn biết được là ở thời điểm hiện tại cái số lượng Ethereum được burn mỗi phút là bao nhiêu nè, cái số lượng Ethereum đã burn là bao nhiêu. Và ở đây nó cũng có một cái tính năng đó chính là simulate the merge, đó chính là họ sẽ mô phỏng coi là nếu như the merge đã diễn ra thì cái số lượng Ethereum được phát hành ra mỗi ngày nó giảm đi hoặc là nó tăng lên. Vậy thì bây giờ mình sẽ cùng các bạn click thử vào cái nút Simulate the Merge này nhé. Đó, thì qua đây các bạn có thể thấy được là nếu như trước the Merge nè, cái số lượng Ethereum được phát hành ra mỗi năm trên thị trường là nó lên đến 5,5 triệu đồng Ethereum. Nhưng mà khi có the Merge vào thì cái số lượng Ethereum đã được giảm đi với một con số là chia 10 lần, khi mà ở thời điểm hiện tại nó chỉ có là 0,6 triệu Ethereum mỗi năm. Rồi, cái supply growth nó cũng giảm đi 0.3% mỗi năm so với trước đây là nó tăng trưởng là đâu đó là 3.7% mỗi năm. Đó, thì qua đây các bạn có thể thấy được là cái số lượng Ethereum có thể trong thời gian tới nó sẽ giảm phát nếu như cái số lượng người dùng nè và những cái sự kiện, những cái cuộc đấu gas ở trên Ethereum vẫn còn tiếp diễn. Đó, ở thời điểm hiện tại thì các bạn có thể thấy được là cái số lượng người dùng ở trên Ethereum đã giảm đi rất là nhiều rồi, bởi vì thị trường cũng rơi vào giai đoạn downtrend. Thì các bạn có thể thấy được là cái số lượng ETH được burn đi mỗi phút nó tương đối là thấp. Nhưng mà nếu như các bạn có thể là tăng đổi đi cái mục từ 1 ngày sang 7 ngày hoặc sang 30 ngày sang O, thì các bạn có thể thấy được là cái số lượng Ethereum nó đều có cái sự tăng trưởng. Và qua đây các bạn, nếu như các bạn có cái niềm tin là thị trường sẽ tăng trưởng trở lại, nhiều người ứng dụng DeFi hơn, thì mình tin là cái con số này nó vẫn sẽ tăng lên rất là nhiều. Và đó là cái lý do mà Ethereum có thể đạt đến cái mức là giảm phát. Và nếu như Ethereum thật sự đến cái mức giảm phát thì đây sẽ là một trong những cái số ít đồng coin trên thị trường có thể đạt được cái số ít là giảm phát. Bởi vì như các bạn có thể thấy được là đa phần những cái đồng coin trên thị trường đều có một cái mức lạm phát rất là cao, nó sẽ rơi vào khoảng từ 7-15%. Và chỉ cần một cái đồng coin mà có cái khả năng giảm phát thôi thì nó đã có một cái sự tách biệt, khác biệt rất là ít, khác biệt rất là lớn so với những cái đồng coin khác ở trên thị trường rồi. Rồi, tiếp theo nữa đó chính là cái phần staking APR thì nó sẽ tăng từ 1,5 cho tới 3 lần. Bởi vì sao? Bởi vì trước cái The Merge thì Ethereum Staker nó sẽ bằng cái Ethereum cơ bản. Ethereum cơ bản nó sẽ được tính như thế nào? Nghĩa là cùng một cái pool đó, nếu như càng có nhiều số lượng Ethereum trên cái pool đó càng nhiều thì cái số APR càng giảm. Thì như các bạn có thể thấy cái hình ảnh tại đây ha, nếu như cái số lượng Ethereum được stake nó rơi vào khoảng là 10 triệu Ethereum đi, thì cái APR mà mọi người nhận được nó sẽ là khoảng 4,5% APR. Thì nếu như cái số lượng Ethereum được stack lên đến là 30 triệu đi, thì lúc này cái số lượng, cái APR mà mọi người nhận được nó sẽ là 2,6%. Tuy nhiên sau The Merge thì cái APR này có thể là tăng lên rất là nhiều, tăng lên khoảng là nhân 1,5 cho tới 3 lần. Vì sao lại thế? Bởi vì thay vì nhận được cái APR cơ bản như là cái pool trên đây, thì lúc này các bạn còn có thể nhận được APR thông qua cái tip fee. Nghĩa là khi mà ERP-1559 được thông qua thì trên mỗi cái giao dịch các bạn trả cho những miner ở trên Ethereum á, thì nó sẽ chia ra hai dạng, đó chính là base fee và chip fee. Thì base fee là một cái fee cơ bản để các bạn có thể là thực hiện cái giao dịch đó ở trên cái mạng lưới của mình, thì cái base fee này sẽ bị đốt đi. Còn cái chip fee này á, sẽ là cái fee mà các bạn trả cho những miner để bạn có thể là ưu tiên cái giao dịch của bạn. Thì đối với cái chip fee này, khi mà có những cái cuộc gas, có những cái cuộc đấu gas, có những cái sự kiện hot diễn ra thì chắc chắn là sẽ nhiều người chi trả cái chip fee này cao hơn. Và đa phần nhá,
tất cả những cái giao dịch ở trên thị trường khi mà họ thực hiện á, thì cũng đã auto có một cái set fee trong đó rồi. Bởi vì cái nếu như họ chỉ trả đúng một cái base fee cơ bản thôi thì có cái nguy cơ đó chính là thấp hơn cái base fee của mạng lưới. Và nếu như họ thấp trên cái thấp hơn cái base fee của mạng lưới thì cái giao dịch đó nó sẽ không được thông qua. Và khi nó không được thông qua thì họ vẫn phải trả cái base fee đó, nhưng mà cái giao dịch đó không được thông qua thì chắc chắn là họ sẽ bị tốn một cái chi phí cho mạng lưới. Đó chính là vì sao mà tip fee thì luôn có trên mọi giao dịch. Và đó chính là vì sao mà cái sau the merge thì những ai stake Ethereum thì sẽ có cái mức APR cao hơn đáng kể so với cái thời điểm đó chính là trước the merge. Đó thì qua đây các bạn có thể thấy được là cái Ethereum staker có thể là nhận ước tính là từ 6-7% là trung bình, còn maximum nó sẽ rơi từ khoảng 10-15%. Thế thì cái tác động của the merge đến những cái blockchain layer 1 và những cái giải pháp layer 2 ở trên thị trường là gì? Thì ở đây mình có chia ra hai cái giai đoạn, đó chính là ngắn hạn và dài hạn. Thì nhìn chung ngắn hạn the merge sẽ không có cái sự tác động quá mạnh, bởi vì như các bạn có thể biết được là trong cái video đầu tiên thì mình cũng đã có giải thích thì the merge không phải là một cái gì đó thay đổi quá lớn đến cái mạng lưới của Ethereum, mà nó chỉ là một cái giai đoạn đầu tiên của cái việc là upgrade Ethereum từ cái mạng lưới là Proof of Work sang Proof of Stake. Thì nó cũng thể chưa thể đưa Ethereum đến cái giai đoạn đó chính là mass adoption được. Và ở thời điểm hiện tại thì như các bạn có thể thấy được là những cái blockchain layer 1 đang có cái tính ứng dụng nhiều hơn, có cái network effect tốt hơn, có dòng tiền tốt hơn, và cũng như là được nhiều người quan tâm hơn, được nhiều người skin in the game hơn. Rồi ngoài ra những cái giải pháp layer 2 cũng thế. Rồi tiếp theo đó chính là những cái giải pháp layer 2 thì nó cũng không phải là những cái đối thủ của Ethereum, bởi vì ở thời điểm hiện tại những cái giải pháp layer 2 đang là những cái ứng dụng có thể là bổ trợ cần thiết cho Ethereum. Ở thời điểm hiện tại thì Ethereum sẽ tập trung vào cái việc là bảo mật nè, tập trung cái việc là điều phối nè. Còn những cái giải pháp layer 2 sẽ tập trung vào cái việc là xử lý giao dịch nè. Mục tiêu đó chính là mở rộng cái mạng lưới, cho phép Ethereum có thể tiếp cận được nhiều người hơn nữa. Tuy nhiên dài hạn thì sẽ có một cái sự thay đổi khác hơn một xíu, đó chính là nếu như Ethereum có thể giảm phí nè, tăng tốc độ giao dịch nè, sau tất cả những cái đợt upgrade thì lúc này thì có thể những cái blockchain layer 1 có thể bị ảnh hưởng nếu như họ không có một cái nhánh để thu hút hoặc là kịp giữ chân người dùng. Ví dụ như ở thời điểm hiện tại, như các bạn có thể thấy là BNB Chain họ đang rất là chú trọng vào những cái ứng dụng thuộc về Metaverse, những cái ứng dụng thuộc về GameFi, và có thể trong thời gian tới họ xây dựng được một cái network effect mạnh trong đó thì nó sẽ không bị tác động bởi Ethereum. Nhưng mà đối với những cái mạng lưới, đối với những cái blockchain mà không có những ứng dụng, không có số lượng người dùng trên đó thì rất có thể sẽ bị Ethereum đánh bại. Hoặc ngược lại, Ethereum cũng có thể bị mất một cái phần người dùng nào đó cho những cái giải pháp Zcash of blockchain, bởi vì những cái giải pháp Zcash of blockchain này đang được kỳ vọng rất là cao bởi những cái nhà đầu tư ở trên thị trường. Đó thì qua đây các bạn đã hiểu hơn về tác động của the merge đến blockchain layer 1 và cũng như là những giải pháp layer 2. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những cái hiểu lầm phổ biến về the merge nha. Đầu tiên đó chính là sau the merge thì sẽ có chain mới nè, có đồng Ethereum mới nè, rồi người dùng cần phải migrate cái đồng Ethereum cũ sang Ethereum mới. Thì thực tế là điều này không đúng, bởi vì như mình đã có giải thích ở phía trên á, Ethereum ở đây không phải là một cái chain. The merge ở đây cũng không phải là một cái sự kiện mà hoàn thành upgrade Ethereum, mà thay vào đó the merge ở đây chỉ là một cái sự kiện mà chuyển hóa từ Proof of Work sang Proof of Stake thôi. Mà trong đó thì Ethereum ở thời điểm hiện tại cũng không phải là chuyển từ cái chain cũ sang chain mới rồi chain cũ sẽ bỏ, mà thay vào đó nó sẽ có rất là nhiều chain hoạt động song song với nhau. Và ở thời điểm hiện tại thì họ plan là sẽ có 64 short, nhưng mà trong thời gian tới thì cái số lượng short nó có thể lên đến 1024 short. Rồi tiếp theo nữa đó chính là phí hoạt động của Ethereum sẽ giảm. Thì điều này sẽ không đúng, bởi vì the merge ở đây chỉ là một cái sự kiện mà sẽ chuyển từ Proof of Work sang Proof of Stake. Còn cái việc tăng cái băng thông của mạng lưới lên, giúp cho mạng lưới có thể nhanh lên, phí giao dịch có thể là giảm, thì nó sẽ là những cái đợt cải tiến tiếp theo. Nó có thể là the verge nè, the plus nè. Thì các bạn có thể xem cái video đầu tiên để các bạn hiểu hơn về cái giai đoạn nâng cấp này. Rồi, ở tiếp theo nữa đó chính là để có thể chạy được Ethereum node thì cần phải có 32 Ethereum. Thì điều này là không đúng, bởi vì nếu như các bạn có số lượng ít hơn thì các bạn vẫn có thể chạy, và mình sẽ nói chi tiết ở phần sau. Rồi, tiếp theo nữa đó chính là sẽ có 12 triệu Ethereum sẽ được unlock ngay sau khi mà sự kiện The Merge hoàn thành. Thì điều này sẽ không đúng, bởi vì ở thời điểm hiện tại thì các bạn để có thể là số lượng 12 Ethereum này nó sẽ không được unlock ngay sau khi cái sự kiện The Merge hoàn thành, mà thay vào đó nó sẽ được unlock dần từ 6 tới 12 tháng.
và sẽ có giới hạn cái số lượng validator được unstack trong mỗi AirPods. Mỗi AirPods ở đây sẽ tốn khoảng 6,4 phút và nếu như tính số lượng, tổng số lượng validator hiện tại đang có và cái giới hạn mà họ có thể là unstack mỗi ngày thì nó sẽ tốn trong đó là tốn khoảng 424 ngày để có thể là unstack hết số lượng Ethereum được stack ở trong những cái node này. Nhưng mà như các bạn có thể thấy đó, đối với những ai mà đã tham gia vào stack Ethereum vào những cái node tốn 32 Ethereum vào để có thể stack thì đều là những cái Ethereum Maxi. Bởi vì nếu không thì họ có thể stack ở trên sàn nè, hoặc là họ có thể stack ở trên Lido Finance nè, thì nó sẽ rất là dễ hơn cho họ khi mà họ có thể là nhận về STETH và swap ngay. Còn đối với những ai mà đã chọn theo cái phương thức này rồi mà họ còn không nắm giữ cái số lượng ETH đó trong tay mà chỉ sau khi sự kiện The Merge đó hoàn thành thì họ mới nhận về, thì đa phần họ đều là những người tin tưởng vào cái sự dài hạn, rất là dài hạn của Ethereum. Đó chính là vì sao mà họ có thể được xem là Ethereum Maxis và sẽ rất là khó để họ có thể là unstack sau rồi họ bán ngay số lượng Ethereum đó và tạo nên một cái lực bán lớn ở trên thị trường. Rồi đó. Thế thì tiếp theo nữa đó chính là các cái thợ đào thì sẽ thất nghiệp sau cái sự kiện The Merge này. Thì thực tế thì sau khi Ethereum chuyển từ Proof of Work sang Proof of Stake á, thì cái số lượng máy đào đó hoàn toàn có thể được sử dụng để làm những cái việc khác chứ không phải là họ thất nghiệp và họ có thể chọn mine những cái đồng coin khác ở trên thị trường. Tuy nhiên á, cái việc mining những cái đồng coin khác thì họ cần phải có một cái sự lựa chọn tương đối là khó hơn rất là nhiều. Bởi vì nếu như họ mine một cái đồng coin mà cái tiềm năng dài hạn của nó không có, hoặc là cái giá của nó sẽ giảm suốt một cái khoảng thời gian dài ở trong thời gian tới, thì sẽ rất là khó để những miner này có thể là tích lũy cái lợi nhuận này, tích lũy ở lợi nhuận ở trong tương lai. Và đó chính là vì sao mà số lượng những cái dự án mà chạy Proof of Work thì vẫn còn, nhưng mà nó sẽ ít hơn rất là nhiều so với Proof of Stake. Và có thể họ sẽ thực hiện nhiều cái chiến lược khác nhau, có thể là bán máy để trở thành, để mua ETH để có thể trở thành một validator, để tiếp tục trở thành validator của mạng lưới Ethereum chẳng hạn. Thì điều này sẽ tùy vào cái chiến lược tính toán của họ ha. Rồi cuối cùng đó chính là khi mà các bạn stacking 32 đồng Ethereum thì bạn có thể stack hoặc là unstack bất kỳ lúc nào. Thì cái điều này là không đúng, bởi vì ở thời điểm hiện tại, một khi cái số lượng 32 Ethereum này của bạn đã được stack để trở thành validator, để trở thành một Ethereum node, thì cái số lượng Ethereum này chỉ được unlock sau khi cái sự kiện The Merge diễn ra. Và ở thời điểm hiện tại thì họ cũng chỉ đang ước tính thôi là sự kiện The Merge này sẽ diễn ra và hoàn thành xong trước năm 2022. Tuy nhiên thì điều này là một cái điều không chắc, và cái số lượng Ethereum của bạn đã stack vào trong đó thì bạn sẽ không thể nào mà unstack trước cái thời gian đó được. Đó thì đây sẽ là một số cái hiểu lầm phổ biến của các bạn về cái sự kiện The Merge này. Rồi, chúng ta sẽ đi vào cái phần tiếp theo, đó chính là nếu như các bạn mà có Ethereum và muốn tham gia staking vào Ethereum The Merge thì các bạn có thể là chọn những cái phương án nào. Thì ở thời điểm hiện tại có 4 phương án mà các bạn có thể lựa chọn. Thứ nhất đó chính là solo home staking, thứ hai đó chính là staking as a service, thứ ba đó chính là pool staking, và cuối cùng đó chính là centralized exchange. Thì đối với cái việc là solo home staking á, thì bạn sẽ là người vận hành những cái máy chủ vật lý luôn. Sau đó thì bạn cần phải biết cài phần mềm nè, rồi bạn cần phải có 32 Ethereum nè, thì lúc này bạn mới trở thành một cái full node của cái mạng lưới Ethereum. Còn đối với staking as a service á, thì bạn không cần phải có cái máy chủ, bạn không cần phải có máy chủ vật lý, tuy nhiên bạn cần phải biết cài đặt code nè, rồi bạn cần phải thuê VPS, rồi bạn cần phải làm nhiều thứ khác nhau từ những cái bên mà cung cấp cái máy chủ ảo đó, rồi lúc đó bạn mới có thể có 32 Ethereum và sau đó bạn chạy. Thì đây sẽ là cái option đối với các bạn nào mà có 32 Ethereum. Còn nếu như các bạn mà không có 32 Ethereum hoặc là có cái số lượng thấp hơn á, thì các bạn có thể chọn hai cái option còn lại, đó chính là pool staking và centralized exchange. Thì đối với pool staking á, nghĩa là các bạn sẽ staking vào những cái nền tảng, ví dụ như Lido Finance nè. Đó, thì Lido Finance thì họ sẽ lo cho bạn về cả máy chủ, về cả phần mềm, các bạn chỉ cần có cái số lượng Ethereum và các bạn stack thôi. Còn đối với centralized exchange thì nó khá là tương tự với lại cái pool staking, tuy nhiên thì nó sẽ tập trung quyền lực hơn. Thay vào đó thì bạn sẽ ủy thác, bạn sẽ phó thác hoàn toàn cho cái sàn giao dịch mà hỗ trợ bạn staking luôn. Thì ở thời điểm hiện tại cái mức APR của nó ở rơi đâu đó vào khoảng 3.5-4% APR. Đối với pool staking thì các bạn có thể chọn Lido Finance là một những cái nền tảng lớn nhất. Còn đối với centralized exchange staking thì bạn có thể chọn sàn giao dịch Binance nhé. Thì ở đây nếu như các bạn vào cái trang ethereum.org nè, ethereum.organization, thì các bạn có thể thấy được là họ cũng đã so sánh cho các bạn là
những cái cách khác nhau để bạn có thể là stacking. Đó, những cái cách khác nhau để bạn có thể stacking. Thì nếu như các bạn mà biết code hoặc là các bạn rành về những phần mềm thì các bạn có thể chọn là stacking as a service. Thì trong đây thì bên Ethereum họ cũng đã giới thiệu cho các bạn một số các cái nơi cung cấp cái giải pháp để bạn có thể là tự code, tự lập trình các thứ. Còn nếu như bạn mà muốn đơn giản hóa hơn thì các bạn có thể là chọn pool stacking. Bạn kéo xuống dưới thì nó cũng sẽ có một cái phần đó chính là nhiều cái pool stacking để các bạn chọn. Mình thì cũng đã có hướng cho các bạn là bạn có thể chọn Ledger Finance. Tuy nhiên thì cũng có những cái giải pháp khác, ví dụ như Rocket Pool nè, Stackwise nè, Stackfish nè, hoặc là Starfy nè, thì có rất là nhiều các cái nền tảng khác nhau. Còn nếu như các bạn mà muốn staking ở trên sàn giao dịch cho nó tương đối là dễ dàng thì các bạn có thể là lên Google search Binance ETH 2.0, ETH2. Thì cái trang đầu tiên thì bạn cũng có thể là vào cái trang Ethereum này để các bạn vào cái trang của Binance để bạn có thể stake, thì cái thu nhập của nó có thể lên đến 5,2%, thì nó cao hơn một xíu so với cái nền tảng Ledger Finance. Ở thời điểm hiện tại thì mình nhớ không nhầm là Ledger Finance đang trả là 3,9%. Đó, thì qua đây thì mình cũng đã giải thích cho các bạn hiểu được là cái tác động của The Merge đến Ethereum là gì. Thì theo cái góc nhìn cá nhân của mình thôi nhé, thì ở trong thời gian tới chắc chắn là với cái tầm nhìn của Ethereum Foundation, với cái sự đóng góp của rất là nhiều người vào Ethereum Foundation ở thời điểm hiện tại, thì chắc chắn là trong thời gian tới Ethereum Foundation vẫn có thể cải tiến và cũng như là đi đến cái giai đoạn là mass adoption hơn nữa. Tuy nhiên cái câu trả lời đó chính là cái câu hỏi lớn nhất ở đây đó chính là làm thế nào để họ có thể là hoàn thành những cái bản cập nhật này theo cái tiến độ mà họ đã đề ra. Còn nếu như không thì có thể là những cái blockchain layer 1 khác họ sẽ adopt được một cái lượng người dùng rất là lớn. Còn đối với những ai mà đang nắm giữ đồng Ethereum ở thời điểm hiện tại thì theo cái góc nhìn cá nhân của mình thì đây sẽ là một cái khoản đầu tư rất là tiềm năng, bởi vì những ai đang nắm giữ đồng Ethereum á, thì có thể thấy được là cái mức độ giảm phát của nó là có nè. Rồi đây cũng là một trong những cái mạng lưới mà được xem là phi tập trung lớn nhất nhì thế giới, chỉ sau ở Bitcoin thôi. Và cuối cùng đó chính là về cái network effect, về cái số lượng người dùng thì Ethereum cũng đứng nhất. Tuy nhiên đây chỉ là cái góc nhìn cá nhân của mình. Còn đối với tất cả các bạn có những cái góc nhìn khác nữa, hoặc là các bạn không tin vào Ethereum, các bạn chỉ tin vào Bitcoin thôi, thì đó là cái nhận định của riêng cá nhân bạn, và mình cũng không đưa những cái lời khuyên đầu tư nào ở trong cái video này nhé. Rồi, qua đây thì các bạn cũng đã hiểu hơn về Ethereum. Thì nếu như các bạn mà có muốn tìm hiểu sâu hơn và cũng như là có những câu hỏi nào thì các bạn có thể để lại phía dưới comment. Mình và đội ngũ Khoi 98 sẽ cố gắng làm những video Q&A để trả lời những cái câu hỏi này. Cuối cùng thì nếu như các bạn mà muốn tìm hiểu sâu hơn về The Merge thì các bạn có thể lên Google nè và gõ The Merge Khoi 98 ha. Thì lúc này sẽ có hai bài viết để các bạn có thể tìm hiểu sâu hơn về chủ đề này. Rồi, cuối cùng thì nếu như video này mang đến hữu ích cho bạn nè, mang đến những cái thông tin hữu ích, thì các bạn đừng tiếc một nút like và subscribe cho đội ngũ Khoi 98 Insight TV nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Chúc cho tất cả các bạn có một ngày thật là tốt lành.